cái nấu cháo cho ăn, cái qua bữa sau cho uống là gói thứ ba là hết hết luôn chú. Và cái cũng còn hết là hết, cũng như giật ngày 7 lần mà hết còn chừng hai lần cái phát tâm như là thấy tôi thương nè, cái thôi em thương luôn vậy đó ha. Vậy là dứt tới giờ không có giật cái nào nữa chứ. Vậy là bà ăn tương trước rồi. Dạ, rồi xong trước. Rồi á là cái duyên lành là có một ông đó đội cái nón lá gách hả bà? Đội nón lá gách mặc bồ ba đen. Bồ ba đen. Dạ. Nhưng mà bà có thấy gương mặt là già hay trẻ không bà? Không già hung mà không có trẻ, mà ông đi mà ông ghé ông nhìn hoài ngồi mà ý tôi không có tin. Dạ. Bị nhà khác lộ vậy nè, rồi ông ngồi đó. Rồi tôi nói sao giờ bệnh vậy mà không đưa thuốc để ngày mai mới đem lại biết còn sống không? Dạ. Sao hết tới giờ luôn á chú. Nhưng mà bà có thấy cái tóc của ông sao không? Có buộc ở sao hay là để xả hay sao mà? Tóc tôi nhìn thấy là cũng như ông cúp cơm bê hay là cái gì vậy nè. Ông có cột mà ngang ngang vậy nè chú. Ngang ngang ha, cúp lễ ha. Nó hơi dài dài hơi hơi vậy thôi chứ không có cao quá mà nó thấp quá. Dạ. Giỡn ốc nha, rồi. Nghe kể cũng giỡn ốc. Từ đó tới giờ rồi chú biết không? Tôi bán cơm với bán hủ tiếu. Dạ. Người ba nó ông không có bệnh hoạn cho ông nhờ máu ở tim ông mất. Dạ. Ông mất cái tôi có phát nguyện nếu mà chồng tôi còn á, tôi bán thì tôi ăn mặn. Dạ. Còn tôi nghĩ bán thì tôi ông tương. Dạ. Cái ăn 49 ngày đó chú. Dạ. Ăn 49 ngày cho chồng ở sao thấy được cái tôi ăn luôn chứ tôi không có giá gì trơn á. Vậy đó ha. Dạ, là năm nay được 8 năm. 8 năm ha. Dạ. Dạ, vậy là cũng là một cái duyên lành. Dạ. Rồi em tôi thấy vậy nó ăn tương luôn. Dạ, mô dạ. Phật. Dạ. À, bà có biết ảnh chân dung của Đức Thầy mà cái tóc mà ngang ngang đây chưa bà? Bà có thấy chưa? Không thấy chân dung đó mà thấy chân dung này. Chỉ thấy ảnh này xong rồi ha. Dạ. Dạ. Thấy mặt bồ bờ ba đen, đội dạ. Cái nón lá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào của cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi đến nhà của bà Cúc và cô Điệp quý vị. Thì được biết bà Cúc và cô Điệp ăn chay trường quý vị. Mà vì sao lại ăn chay trường và có gặp cái điều gì không đây? Châu Phú xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng Châu Phú. Vì Châu Phú cũng có nghe một câu chuyện tại sao mà cô Điệp ăn chay trường mà hết bệnh luôn nè quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào bà và chào cô. Dạ. Dạ. Ba tôi là thứ hai. Yeah. Rồi hồi lúc đó em tôi phong giật dữ lắm. Yeah. Rồi kia nó mới chết đi, nó nằm là 5 ngày mà không có ăn cơm. Yeah. Mà đổ nước uống chép mà dòm lên trên trần đỏ trên thờ đức Phật đó. Yeah. Cái dòm hoài vậy nè mà không chết, mà quần áo thì đem ra lắc nút hết rồi. Yeah. Đó nhà nhỏ xíu rồi chú, ở giờ này nhà trang chỗ nhà quán cơm từ thiện cất cho nè. Yeah. Thì có cái ông đó nằm là bữa đó là tới bữa thứ năm rồi tính bề. Yeah. Chết. Cái có cái ông đó mặc đồ bà ba đen mà gách dưới mà đội cái nón, cái ghé vô. Cái thấy bù đông quá đó. Cái hỏi sao cái kể cho ông nghe là 5 ngày nay không ăn uống một chân mà giờ lên trần đỏ hoài à. Mà đổ nước thì chết vậy á, mà chết thì không chết. Lấy quần áo đang lắc nút hết trơn. Cái ông nói ông dòm vậy, ông dòm tới dòm lưu dòm nhà cửa, ông nói không sao đâu, để ngày mai tôi trở lại tôi đưa cho ba gói thuốc uống. Yeah. Nếu mà uống gói thứ nhất chịu quá là cứu được. Yeah. Trong ý của tôi thì nói là xin lỗi trời Phật, tại vì cũng như không tin. Yeah. Và nói ông nói chơi sao bây giờ không đưa, mà bệnh gần chết mà giờ không đưa để ngày mai mới trở lại. Yeah. Sáng mai cái ông trở lại chú. Ông trở lại cái ông dòm cái người bệnh nằm rồi đàng hoàng, cái ông đưa ba gói thuốc. Ông lại xá bằng Phật đàng hoàng. Cái ông nói gói thứ nhất uống vô miễn tỷ là chớp chớp con mắt được, mà đòi uống đòi ăn đó là sống luôn. Yeah. Cho uống gói thứ nhất là có ba viên thuốc rồi chú, rồi trong ý tôi nói làm sao là hết được. Yeah. Uống rồi sao chớp chớp mắt mà đòi uống nước. Yeah. Đòi uống nước cho cái từ đó cái tới chiều. Tới chiều cái thấy nó khỏe rồi. Yeah. Tối lại cho uống bồi thêm một gói nữa.
là thấy tỉnh bơ ngồi dậy luôn. Ngồi dậy chút, ngồi dậy cái rồi ăn cháo. Dạ. Cái nấu cháo cho ăn, cái qua bữa sau cho uống là gói thứ ba là hết, hết luôn chú. Rồi cái cũng còn hết là hết cũng như giật ngày 7 lần mà hết còn chừng 2. 2 lần cái phát tâm cũng như là thấy tôi ăn tương nè, cái thôi ăn tương luôn. Vậy đó ha. Vậy là dứt tới giờ không có giật cái nào nữa chứ. Vậy là bà ăn tương trước rồi. Dạ, rồi xong trước. Rồi á là cái duyên lành là có một ông đó đội cái nón lá gách hả bà? Đội nón lá gách mặc bồ ba đen. Bồ ba đen. Dạ. Nhưng mà bà có thấy gương mặt già hay trẻ không bà? Không già hung mà không có trẻ, mà ổng đi mà ổng ghé ông nhìn hoài ngồi mà ý tôi không có tin. Dạ. Bị nhà khác lộ vậy nè, rồi ông ngồi đó. Rồi tôi nói sao giờ bệnh vậy mà không đưa thuốc để ngày mai mới đem lại biết còn sống không. Dạ. Sao hết tới giờ luôn á chú. Nhưng mà bà có thấy cái tóc của ông sao không? Có buộc ở sao hay là để xả hay sao không bà? Tóc tôi nhìn thấy là cũng như ông cúp cơm bê hay là cái gì vậy nè. Ông có cột mà ngang ngang vậy nè chú. Ngang ha, cúp lễ ha. Nó hơi dài dài hơi hơi vậy thôi chứ không có cao quá mà ngộ ha. Quá già. Giỡn ốc nha, rồi, nghe kể cũng giỡn ốc. Từ đó tới giờ rồi chú biết không? Tôi bán cơm với bán hủ tiếu. Dạ. Người ba nó ổng không có bệnh hoạn cho ổng nhồi máu cơ tim ổng mất. Dạ. Ổng mất cái tôi có phát nguyện nếu mà chồng tôi còn á, tôi bán thì tôi ăn mặn. Dạ. Còn tôi nghỉ bán thì tôi ăn tương. Dạ. Cái ăn 49 ngày đó chú. Dạ. Ăn 49 ngày cho chồng ở sao thấy được cái tôi ăn luôn chứ tôi không có giác gì trơn á. Vậy đó ha. Dạ, là năm nay được 8 năm. 8 năm ha. Dạ. Dạ, vậy là cũng là một cái duyên lành. Dạ. Rồi em tôi thấy vậy nó ăn tương luôn. Dạ, mô dạ. Phật. Dạ. À, bà có biết ảnh chân dung của Đức Thầy mà cái tóc mà ngang ngang đây chưa bà? Bà có thấy chưa? Không thấy chân dung đó mà thấy chân dung này. Chỉ thấy ảnh này xong rồi ha. Dạ. Mà yeah. Thấy mặt bồ bờ ba đen đậu yeah. Cái nắng lá mà ý tôi không tin yeah. Ý tôi không tin đó mà uống hết tới bây giờ luôn chú. Rồi ai hỏi thầy nào tôi cũng kể y gan vậy hả. Vậy đó hả. Đây tôi nè. Đâu biết thầy nào đâu tôi nè. Chỉ bà thấy có đây nè quý vị, đây là cái hình này là của Đức Thầy nè, tóc cúp nè, không biết bà có nhận biết được cái ảnh này không bà. Đây mô Phật nè, bà thấy cái tóc cúp nè, bà có thấy mấy gương mặt này có giống không bà? Giống cái hình này nè chú, giống cái hình này là tóc như vậy đó, tôi nhìn tóc như vậy đó. Giỡn ốc nghe quý vị. Dạ. Rồi hết tới bây giờ luôn đó chú. Vậy là bà nhìn thấy là giống cái hình này đó ha. Giống cái hình đó. Giống cái hình này chứ không có giống hình bên đây, mà cũng không giống hình này. Kể chú nghe mà tôi nói ốc. Bởi tại vì ai cũng hỏi thầy nào đang chỉ tôi đâu biết. Bằng áo bà đen đây, ba đen nè, cái áo này cũng màu đen đó nè. Bà ba đen mà ông ngồi tỉnh mơ. Vậy đó hả? Dạ, ông ngồi tỉnh mơ không có giỡn ốc quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy dạ. Cũng là một cái điều dạ. Rất là ngạc nhiên. Vì hồi xưa con nghe nói Đức Thầy cũng có về dạ. Làng Định Yên này hả anh Úc? Vậy đó ha. Nhà đó sầm quốc lắm chú, ở kế đường đi. Đây vị dạ. Đây cái hình là giống hình này nữa vị. Hình dạ. Giữa nữa vị, hình dạ. Màu đen, đồ màu đen nữa vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật Đức Thầy Hiển Linh. Dạ thưa. Rồi bây giờ sống tới giờ chú ai cũng nói chết không đó. Ngày giật 7 lần, 7 lần đó. Té với sông gạch sơn này hoài, người ta vớt lên dùm hoài. Lần ở ngoài lộ có sông, cô té hoài với sông. Té với sông người ta vớt lên hoài. Dạ, năm nay 72 tuổi. À, vậy là cái lúc đó là cô chưa ăn tương? Chưa ăn tương. Ăn mặn còn mặn ha. Dạ. Nhưng mà được cứu như vậy rồi cô mới phát tâm ăn tương luôn hả cô? Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật rất là nhẹ màu luôn ha. Dạ. Dạ thương quá. Bởi vì ai cũng hỏi tôi không biết đường đâu tôi chỉ chứ. Dạ. Tôi cũng kể gan vậy đó. Ai cũng hỏi thầy nhưng mà bà không biết đường ha. À, không thầy nào đặng chỉ giùm vậy đó. Dạ cô là không biết. Có bệnh như cô thì không hết, còn cô uống thuốc gì mà hết là không biết đường nó chạy không chỉ. Dạ. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì rất là nhẹ màu. Dạ thưa bà. Dạ. Ngoài cái mà bà có gặp được một cái người ở ngoài giống như hình Đức Thầy vậy đó, thì bà có khi nào có duyên lành gặp được một vị nào nữa để cho bà tinh tấn hơn trên bước đường mà tu của mình không bà? Đi đi thường thường là đi chùa hoài chút. Dạ. Mà không có gặp. Rồi có nhiều khi cũng đi chùa này chùa kia đi nhiều lần lắm. Dạ. Cũng có gặp một ông y gan vậy mà nhìn hoài giống hệt cái ông này cho thuốc em mình uống nè. Dạ. Cũng gặp kỳ đó, gặp chùa nào nữa là mà tôi theo nhìn hoài
cái em tôi nói sao chị đi chị nhìn ai đâu không hoài. Tôi nói nhìn ông này giống ông thầy quá, tôi nói vậy đó. Yeah. Giống ông thầy quá đi nhìn hoài chú. Vì cái chỗ đó mà tới bây giờ đó chú ơi, tôi tin tưởng dữ lắm luôn. Tin tưởng. Bởi tôi tin tưởng mà nói thiệt thì đạo chú. Phật, ha. Đạo Phật mà hồi đời xưa đó là chú biết bánh tiếu với cơm. Yeah. Đâu có ăn chay được đâu. Không có ăn chay được đó chú. Yeah. Rồi cái niêm nếm hoài làm sao ăn chay. Mà phát miệng trong lòng nói khi nào mà tôi nghĩ bán là tôi ăn chay luôn. Yeah. Rồi sao chồng chết rồi tôi ăn chay luôn được luôn vậy đó chú. Yeah. Rồi tôi mừng hết sức là mừng luôn. Dạ, yeah, mô Phật. À, thì thưa bà, à, con được biết là bà đạo Phật thì bà gặp cái hình vậy đó. Yeah. À, bà có cái cảm giác là bà nghĩ là chắc là thầy ha, cứu ha. Dạ, yeah. Con... ý của tôi là nghĩ thầy không, chứ tôi không nghĩ ông thầy nào hết trơn. Vậy ha. Hồi đó giờ tôi nghĩ ông thầy cứu em tôi. Dạ, dạ, dạ. Bởi vì con thấy bà có để hình của đức thầy kìa. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy đó tới giờ có ngủ thấy mẹ Quan Âm không con hai? Thấy mẹ Quan Âm không thấy, nhưng mà thấy cái bà phúc hậu vô cùng, dẫn đi chùa này chùa kia hoài, rủ đi bà chùa đấy, hoài. Phúc hậu là khuôn mặt nó dáng vẻ ra sao? Dạ đẹp đẽ dữ lắm, rồi rủ đi chùa, mày đi với tao đi. Đi chùa đó cho biết, đi chùa kia cho biết vậy đó. Rủ đi hoài. Có lần ông chồng tôi về đó đó chú. Về níu tay, nếu giờ bà đi với tôi, sao bà ở đây chi cho cực khổ bà đi với tôi. Yeah. Cái tôi đi theo ổng một hồi, cái sao tôi khôn quá, tôi nói không được ông ơi. Tôi trở về với con, cái tôi không có đi với ông đâu. Cái ông giận tôi, ông bỏ ngoan ngoãn đi. Cái có bà đó lợi níu tay tôi nữa, thôi mẹ trở về đi chùa với tao đi. Nói vậy đó. Cái bà lôi tôi trở về, chú đây đi chùa mà tôi nhớ rõ ràng hoài như vậy đó. Bởi vì bây giờ tôi tin tưởng. Bà bận bộ đồ gì bà? Theo bà gặp á, gặp bà đó ha. Dạ, gặp bà, gặp bà cũng như là mặc đồ tu vậy đó. Mặc dạ. Đồ cũng như bình thường, cũng như mặc đồ lam vậy đó. Dạ. Rồi gặp níu tay tôi trở về đi chùa với tao đi, mày đừng có đi với nó, hiểu gì đó. Dạ, vẻ mặt phúc hậu lắm, phúc ha. Phúc hậu dữ lắm chú ơi, bởi vậy. Rồi cái về cái động viên em tôi nè, nó có đi chùa, rồi kia cái qua chùa nó ở thời gian lâu cũng dạ, lắm luôn đó. Vậy đó ha, mà cái cô Kiên. Dạ. Cô có gặp được bà không mà cô ở lại chùa làm công quả? Qua bên bển làm tiếp cho những chùa, làm bằng công quả, mình dọn dẹp những chùa gì đó cả. Nhưng mà cô có duyên lành cô gặp được bà lần nào không mà cô qua chùa? Dạ không thấy. Là cô thì không thấy mà bà Cúc thì thấy. Động viên cho em tôi đi qua chùa. Động viên ha. Dạ. Dạ, qua chùa ở. Qua dạ. Hỏi thầy nữa, hỏi xin thầy cho. Rồi trong cái giấc ngủ đó, gặp đi cái bà đó đó dắt đi chùa nào, chùa gần đây hay chùa xa xôi? Rồi đi chùa An Phước, rồi đi chùa công gạch này gạch kia đó, rồi tới đi chùa Cần Thơ đủ thứ cho chú. Mà sao tôi gặp bà ngủ đi hoài vậy đó chú, ngủ đi chùa hoài. Rồi lúc đó tôi còn chân cẳng khỏe, tôi đi chùa hoài chú ơi. Mấy ông thầy rước tôi đi hoài vậy đó, cho tôi đi. Rồi ông xã bộ mắt rồi mà hồi ông xã mắt tới giờ có gặp ông xã báo mộng gì không? Rồi ổng dẫn tôi đi đó, rồi cái tôi không chịu đi, trở về tôi ở với con chứ tôi không có đi với ông. Đi với ông rồi con tôi ai lo, tôi nói vậy đó. Cái tôi ổng cãi cái ông bỏ ngoài ngoài ông giận ông đi. Cái bà đó bảo lôi tôi lại vậy nè. Yeah. Trở về đi chùa với tao mày ơi, đừng đi với nó mày ơi. Tới yeah. Giờ không gặp luôn chứ. Hồi đó tới giờ có đi lên chùa thầy chứ? Đi cùng á cha chứ. Hòa Hảo. Hòa Hảo đi biết bao nhiêu lần. Yeah. Đi nhiều lắm. Yeah. Đi chùa. Để tôi kể cho con tôi nghe, cái nó chở tôi đi. Yeah. Nó chở tôi đi. Là Phật. Bởi vì thương quá ha. Yeah. À, thì thưa bà, hôm nay con đến đây thì cũng được bà yeah. Và cô đã kể những cái câu chuyện cô chết đi sống lại rất là hay. Yeah. Và những cái chuyện tâm linh lại xuất hiện giữa đời thường ha Đốc. Yeah. Thì con cũng cảm ơn bà rất là nhiều. Yeah. Và cảm ơn cô Điệp. Dạ, dạ, khi cô Điệp mất 5 ngày như vậy đó, cái dạ. cái thần thức của cô có nhớ tưởng lại cái gì không cô? Dạ, như trên thờ bằng Phật thấy cái ngôi sao đỏ. Dạ. Cô nhìn lên bằng Phật có ngôi sao đỏ. Dạ. Rồi cô trong tâm có lúc đó có niệm Phật không cô? Không có, cô khóc mà mình hồi đó không biết. Không giật hoài, không biết niệm Phật, không biết gì hết. Không biết gì hết. Không biết ăn tôm mà không biết niệm Phật. Mà từ hồi chết đi giống lại tới giờ là biết niệm Phật, biết đi chùa ăn tới. Cô chỉ nhìn lên Phật hoài vậy đó ha. Dạ. Thần thức thương quá ha. Dạ.
cái đó là sự thật đó chú Út, không có khiến Phật khiến đi qua chùa hỏi hỏi ông thầy có bằng cung quả bằng tối ngày tới chiều 4-5 giờ mới về. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn bà và cô nhiều nha. Chúc bà và cô sức khỏe an lạc nha. Cảm ơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, một cái video thật là đặc sắc và ý nghĩa, những câu chuyện đời thường đã chết 5 ngày mà luôn luôn nhìn lên trên Phật này gì nè quý vị. Nhìn lên Phật ở đây hay là Phật bên kia cơ? Dạ bên nhà mình là bên nhà cũ xíu, ha. Cái đường lộ. Nhà đó là lúc trước mình cũng thờ Phật Y Gan gì hả? Phật Y Gan thờ Đức Thầy rồi. Có thờ Đức Thầy luôn? Có luôn. Vậy đó ha. Rồi dạ, cô nhìn lên đó Phật. Hoài vậy đó. Dạ rất là tuyệt vời quý vị. Và chỉ là khi mà sắp chút hơi thở cuối cùng rồi nhìn lên trên Phật thì được Phật cứu ngay quý vị. Thì video của Châu Phú cũng đã dài, Châu Phú chỉ gửi đến quý vị và phiên tất cả quý vị lúc nào cũng hướng về Phật Pháp, thì Phật sẽ độ mình và giúp đỡ cho mình trên bước đường tu hay là trên bước đường hành thiện tích đức quý vị. Và cái đoạn video này Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây, cũng không quên cầu chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.